Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mình hướng dẫn cho các bạn sắp đặt một cái hồ nó tương đối là gọi là đỡ mình chơi Tết được cho các bạn. Thì cái video trước thì mình cũng đã làm nhiều cái video rồi, nhưng mà riêng ngày hôm nay nó có một người khách người ta tới đó, các bạn. Người ta muốn mình sẽ một cái hồ, nhưng mà người ta muốn mình làm một video đỡ mình hướng dẫn trên đây là các bạn. Sẵn đây các bạn nhìn, các bạn xem luôn. Để mà làm một cái hồ nó sơ bộ để mình chơi 3 ngày Tết được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cho lại một cái hồ. Ở mình coi lại thử cái video nó còn dậy không các bạn. Rồi ok các bạn, thì đây là một cái hồ như các bạn, để mình làm cho bạn xem. Các bạn nào có thích, ví dụ như đây là một ý tưởng của mình riêng biệt của mình các bạn. Theo mình thì mình sẽ đặt vào đây một cái núi như vậy nha các bạn. Thì các bạn có thích thì có những cái loại khác nhau, nhưng mà riêng mình một cái hồ mini nhỏ như vậy thì mình sẽ đặt một cái núi vào đây các bạn. Rồi các bạn chờ mình tí, mình coi cái camera thôi nha các bạn. Rồi ok các bạn, thì cái núi này mình đặt này các bạn có thấy cũng khá, mình thấy khá phù hợp rồi các bạn. Nhưng mà các bạn muốn trang trí gì thêm thì các bạn có thể đổ một ít cát, các bạn đổ một cát dưới nền này nha các bạn, để các bạn làm đẹp hơn. Các bạn có thể rải một viên bi để mình lấy các bạn. Các bạn có thể rải những viên bi này nó vào trong hồ này các bạn, rải vào thì nó sẽ đẹp các bạn. Mình rải luôn cho các bạn luôn. Đơn giản thôi các bạn. Rồi và tiếp theo nữa thì mình sẽ trang bị cho nó một cái đèn các bạn. Đó, mình lấy một cái đèn khác nữa các bạn. Rồi
Ở mình xem lại camera hả? Rồi, ok các bạn. Thì mình sẽ gắn cho các bạn một cái đèn ngay đây. Đó, mình xịt lại cái hồi các bạn xem. Đấy, các bạn dỗ sáng hơn. Cái hồ này nó hơi, cái đèn nó hơi nhỏ. Rồi. Các bạn như thế này. Đấy, các bạn gắn ngay như này nè, nó mới đẹp các bạn. Dây của mình ngắn quá, thành thử ra. Rồi các bạn cũng hình dung ra được là các bạn làm một cái mẫu hồ như vậy, trang trí vô trong một cái nhà rất đẹp các bạn. Các bạn đổ nước lên, thả mấy con cá nó bơi qua đâu lại là ok nha các bạn. Rồi cái video thì mình cũng setup cho các bạn một cái hồ đơn giản nhưng mà nó chơi được nhiều qua những ngày Tết cho nó đỡ buồn các bạn. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video lần sau nha các bạn.